Shop Nick tự động, sĩ kẹo shop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Qua phía này một xíu các bạn ơi. Ui, vậy anh chơi giỏi thế. Hạ nó. Ok. Anh còn chưa có mạng nào luôn. Ui, chơi giỏi thế. Các bạn này xem có gì không các bạn ơi. À, nâng cấp này. Qua bên kia nhân đang còn một cái vạch nâng cấp anh em ạ. Cái này là cái nâng cấp này. Ủa nhưng mà mình không kêu mạ, mình không được nâng cấp đấy. Wow. Thế này hơi chán các bạn ạ, phải kêu được mạ đấy. Từ từ nhá. Mỗi tội là mình đang có hai khẩu súng mà nó lởm quá anh em ơi. Nên đâm ra hơi khó chơi. Ủa em chạy sai anh vậy? Chờ xíu anh chạy qua. Em chạy ra ngoài chẳng bảo anh gì cả. Đây chờ anh xíu. Bên trước có người không vậy em? Không có ai. Ok. Mình đang có một khẩu MP5 với lại một khẩu AK anh em ơi. Thì ra là gấu em có mấy rồi em ơi? Ơi. Em có mấy rồi chạy nhanh thế, từ từ anh đã lên cấp nào đâu? Quên đi. Chạy chậm thôi anh chạy với. Tại vì anh chưa kêu mạng nào, anh chưa lên được cấp. Anh phải hạ gục mạng thì anh mới lên được cấp cơ. Hả? Thế em chơi giỏi hơn anh mà còn gì nữa? Ok. À đây lên cấp rồi em ơi. Đang sức cấp 3 rồi. Đang theo thời gian ấy. Để chạy nhanh như em rồi. Đem. Anh nhảy này còn thấp lắm. Mình sẽ quần máu cho full luôn anh em ạ. Lấy câu thôi. Đợt lên cấp rồi nha em ơi. Ủa mình nhớ là trên này nó có đứa nào ấy. À có được MP40 này. Em hả? Anh tưởng đứa nào? Sao nó đứng hoài anh hả? Là sao em? Nếu mà anh em gặp lỗi xem lại của mình ấy thì anh em là có thể thoát ra. Sau đấy là vào xem lại livestream nhá, được chưa anh em? Thoát ra và vào xem lại livestream nhá. Thầy ơi. Đây, anh nhảy thấp hơn em. Mới cấp 4 thôi. Gai đâu mà gai, anh gai bao giờ? Hầm. Có người đen. Lại không gai. Hôm trước mới nhận xong mà. Không bị gai đâu. Bên này em ơi, qua phía này đi, có người này. Đứa này chỉ có chỗ anh nữa cơ. Ui. Để xem, xem nó coi. Nó có xe này em. Ui, mình nhảy né được xe hả em? Hay quá nhỉ. Hay quá nhỉ. Này, lên bản điểm số này. Lên bản điểm số này, ok. Anh vừa bắn hết sót nói mà. Bạn đó này. Bạn đó này, úi dồi ôi, lái xe hả? Lên bảng luôn. Vậy mình nhảy lên, mình sấy như một vị thần các bạn ạ. Chế độ này chơi vô cùng là hay đấy. Chơi nó lại thú vị quá nhỉ anh em. Nhảy lên cái thì anh em sấy xe phải gọi là cực kỳ là easy luôn. Nó cực kỳ dễ. Không hề khó một tí nào luôn anh em ạ. Mình đang có 12 thử máu. Ủa nhiều vậy. Nhiều máu thế đâu cần đâu. Vứt bớt máu đi lượm thêm đạn xuống trường các bạn ạ. Em ơi chờ anh với. Em ơi. Ở cái phía 300 có người nhá. 300 có người nha em ơi. Các bạn nó kia. Em ơi, phanh, chạy cẩn thận. Chạy cẩn thận em ơi, có người đấy. Đây anh qua ngay. Chờ anh xíu anh qua ngay. Em chạy đi. Em chạy đi em, anh qua ngay hỗ trợ thằng này. Mày tưởng gì, làm gì vậy? Ok, lên bảng nhá. Mày tính làm gì gấu anh thằng này. Láo à nha. Anh được quá AK đã, cái này nó giật quá.
Hòm xác ở trên tầng nữa hả em, hay là chỗ nào vậy? Em ơi, hòm xác đâu nữa vậy? Thử máu nhiều quá anh em ạ. Vứt bớt máu đi. Lấy thân đạn này, thế cho nó ngon lành. Ủa anh không nhảy để cao được như em ấy. Nào, à được rồi. Đây mình để sẵn bom keo ra ngoài nha các bạn ơi. Em ơi, ở cái phía bờ sông có người này em ơi. Phanh qua đây. Nó chạy xe đấy em. Chạy cẩn thận nha em ơi. Nó chạy xe đấy. Nó chạy xe đấy em ơi. Nó chạy xe đấy em ơi. Mày làm gì vậy? Đậu xe này. Đậu xe này nốc rồi nhé. Tuổi gì em ơi. Một đứa trong nhà đây này. Một đứa trong nhà đây này. Đậu xe này. Uầy. Làm gì vậy? Quay đậu xanh. Làm gì vậy? Lên bảng điểm số nha. Tuổi gì hả bạn ơi? Nó có Ska em ạ. Ơ hai hầm sát hả? Bên này có hầm sát Ska này. Để anh xem anh. Nhưng mà cái này bọn này hết đạn trở liên rồi. Xong em. Chơi nó làm sao em? Anh nghe này. Chóng mặt. Chóng mặt hả? À, thế mình chơi một trận thôi. Xong xíu mình chơi đấu thường. Được chưa? À, tí mình chơi đấu như bình thường đấy. Đấu rank đi. Mà lên xe anh chở này. Hả? Thì lên xe anh chở này. Anh ơi. Sao anh nghe này. Lên xe anh chở này em. Anh nghe cho em đạn tiểu liên nào. Đạn tiểu liên hả? Đây một băng đi, anh còn mỗi một băng đi hả? Không có. Thế qua đây anh chở này. Đi em, còn lại 6 thằng nữa nhá. Đây này em ơi. Chúng nó đâu ấy, trong nhà này à? Đây rồi em ơi, đây rồi em ơi. Uầy. Đây rồi em ơi. Chạy đâu hả? Xong rồi mọi người ạ. Thằng này, bên này có đạn tiểu liên em này. Ôi bên này nhiều đồ ngon lắm. Anh lượm lộn súng nữa này. Ok các bạn lấy tạm cái chảo chém mông này. Mình đang có 9 tiểu máu hả? Còn máu cho full thôi. Mặc dù là mình mới mất có 5 máu nhưng mà thích thì cuốn cho full thôi anh em, chứ ngại gì đâu. Thế con nào mọi người? Hả? Anh nghe này. Không có gì. Ok. Quấy không nhảy cát được như em. Anh lại phải chạy vòng lại. Can gì đấy? Em chạy bị nhanh quá, nhìn chóng mặt cực luôn ấy. Chóng mặt ai thế? Xuống mình lát cơ. Không phải lát đâu. Em tưởng cái lát. Thế xíu mình thôi, chơi đấu rank, không chơi chế độ này nữa à? Tự nhiên nó lại đi nhanh này, em tưởng là bị chín cộng. Anh thấy cái này chơi hay này, trông nó giống như kiểu hack vậy, nhảy cao các thứ chơi hay. Ừ, chơi tí, chơi tiếp. Thế mình chơi tiếp. Ok. Tiếp tầm vài trận đi nhá. Ok. Anh có vào đấu ra này, anh có vào đấu ra chưa? Anh chưa. Ra đây. Ủa anh nhảy hơi ngu rồi, mất máu rồi. Không mất máu các bạn ơi. Này. Em có gì hả? Đây. Ok. Còn 3 thằng nữa thôi em ơi. Mình có mình hạ nốt 3 đứa lấy được 1 thôi. Đây, đi cho em đi. Đây ok đây. Anh chạy theo em nhé. Cái này nhảy nó nhảy cao cứ luôn. Ui một đứa này. Đi em đi anh. Mình qua luôn xử nó luôn này. Này. Mày chạy đâu hả? Úi dồi. Mày chạy đâu hả? Trong nhà mà ngon à? Tưởng trong nhà mà ngon à? Tưởng trong nhà mà ngon à? Lên bảng điểm số nhá. Em có đạn tiểu liên cho anh vứt bớt cho. À nó có này, em lượm đi. Ngon lành mọi người ạ, à, mình đã có được mạng thứ 6 rồi nhá. Em mấy kill rồi? 6. Anh cũng có 6 kill này. Ủa bắn gì vậy em? UAV. UAV hả? Ok. Ủa mày bên này, cùng người này. Đậu xanh hai đứa. Ủa mày, cẩn thận nhá. Cẩn thận em ơi. Bạn đấy tuổi gì vậy? Ui sấy bằng ấu da này, đã gắt chưa? Đủ gắt chưa vậy hả các bạn ơi? Từ đến quần máu đã. Em quần máu đi. Còn mỗi hai thằng cuốn ở ngay đây thôi. Ok. Anh dựng một ca này. Đây rồi. Đây rồi em ơi. Ok, đây. Wow. Đậu xanh này nốc rồi nhé, còn một đứa nữa em ơi. Ok. Em
bắn giỏi thế. Anh nghe này. Anh đây đây. Đây đây. Anh đây. Ăn mừng cái các bạn ơi. Rồi ok. Ăn mừng anh em ạ. Top 1 và kẹo có được 6 kill nhá. Em vẫn ghê hơn cả anh rồi có gì nữa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.